xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay tiếp tục trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài thơ cổ. Trở lại với clip ngày hôm nay, thì Khôi xin giới thiệu với anh em một bộ ghép rất là tuyệt vời. Bộ ghép này để cho anh em nghe nhạc vàng và đánh bolero rất là hay ha. Đầu tiên anh em cặp loa JBL 4312XS xin tuyệt đối nguyên bản nha. Thì Khôi có làm clip rồi. Thì cặp này anh em Khôi ship về trong thời điểm này giá tốt nha. So với các shop đã từng bán thì các cái shop ví dụ như Nguyên Hùng, Bá Hùng đồ thì đã bán từ 30 cho tới 33 triệu. Các shop ở trong miền Nam nổi tiếng thì cũng bán từ 29 tới 30. Tuy nhiên là Khôi ship về thời điểm này thì giá tốt đó nè, nó chỉ có 25 triệu chút xíu thôi. Đó, thì anh em nào mà yêu thích cái dòng này thì xem clip trước để biết về sản phẩm cụ thể ha. Rồi, còn hôm nay anh em Khôi sẽ ghép với một cái con âm ly đến từ thương hiệu Sivania. Con này thì rất là tuyệt vời luôn. Con này thì nhiều khi nói nó hơi quá nè, nó là chắc chắn luôn chứ không phải là đối thủ nữa. So với Lutman và Marang thì không có cửa nha. Những con âm ly Lutman 309V68A hoặc là Marang 1250 thì con này đánh bay tất cả luôn. Tuy nhiên là cái thương hiệu nó không có nổi tiếng, nhưng mà bù lại á, nó là size lớn thì nó vẫn phục vụ cho anh em về cái mặt trưng bày. Và hôm nay anh em thì có nhiều người hỏi là Khôi làm clip thì có qua chỉnh sửa không, có qua thiết bị nào không, rồi có chỉnh sửa gì không mà nghe nó hay vậy. Thì hôm nay Khôi quay từ A đến Z trong một clip luôn nha. Đấy, Khôi mở sẵn để Khôi mở nhỏ nhạc tí lại nè. Khôi mở sẵn cái nắp này, tại vì nếu như mà để luôn cái nắp mà phải tháo để mất thời gian. Đây cái nắp gỗ anh em ha, rất là đẹp. Đó, tuyệt vời luôn. Rất là nặng anh em. Anh em nhìn cái gỗ này, trên này có cái sơ đồ mật luôn nha. Đó, rất là nặng luôn. Rất đẹp anh em nha. Rồi, trở về cái máy này thì đầu tiên á thì Khôi quay là đây, cái hình thức của nó này ha. Thì ở đây nó có hai VU, hai VU này dành cho AM/FM. Đây anh em này, chuyển qua này. Đó, là nó đó, và ở đây nó có thêm một cái đèn nữa, hai lao á, là phần mà điêu light á nha. Anh em không thích buổi tối á thì tắt đi cho nó tối xuống tí, còn thích sáng thì mở nó lên nó sáng ha. Rồi, con này á thật sự là người ta để là thiết kế 4 CN, 4 kênh á, nhưng mà nó có hai chức năng này, 1-2 kênh và 4 kênh. Thì Khôi sẽ quay phía sau nói luôn cho anh em rõ cái phần này để nhiều người khỏi phải băn khoăn là sợ là 4 kênh 2 kênh rồi công suất nó không tốt. Đây nè, đó, nó có cái đây này, 2CH và 4CH này. Đây này, đây là 2CH này, chuyển qua đây 4CH này. Thì cái phần này á, nó sẽ dồn công suất lại nha. Đó, khẳng định với em luôn, Khôi đã tìm hiểu và đã hỏi thờ. Và trước khi mà mình bán cái sản phẩm này á, từ những cái năm trước á, thì cũng tất cả đều khẳng định là khi mà mình chuyển lại á, thì nó sẽ dồn công suất lại anh em nha. Đây nè, đó, rồi. Thì về thiết kế nè, con này là công suất đây điện 120V này, công suất 250W này anh em ha. Rồi, made in USA, còn gọi là Mỹ nồi. Về cấu tạo của nó, 8 sò than Motorola chân vàng. Đây này, đây 8 con Motorola chân vàng này. Đó, nên tản nhiệt nó rất là to luôn, công suất lớn. Và đây nó 4 tủ anh em nha. Đó, tủ Nippon Nichicon này. Đó, tủ 4 cái ha. Nó tủ Mỹ anh em nhé. Đời này Mỹ là toàn bộ là Mỹ hết. Anh em nhìn đây này, linh kiện của Mỹ hết này. Đó, và rất nhiều transistor chân vàng nằm ở trong này. Thì cái đó là thuộc về phần kỹ thuật, thì Khôi cũng không nói gì hết. Thì cho nó mau lẹ ha. Máy móc đẹp anh em. Đó, cầu loa con này còn này, con kia nó gãy nha. Nhưng mà cái anten là nó gắn vào đây, đồ gắn á. Thì thường là bên nó cánh cái á, tại vì họ ship hàng công á, thì họ không có đóng gói như một cái thùng xốp to, tốn diện tích, rút bỏ luôn. Đó, nên về nó không có, vậy thôi. Đó, đơn giản, máy móc zin và hoạt động tốt luôn nhé. Rồi về cái mức giá nè, thì thật sự là nó rất là rẻ so với chất âm. Đó, những cái con âm đi mà Khôi có thể kể ra là Khôi đang có, ví dụ Lutman L68, Marang 1250, rồi Pioneer 950. Đó, thì tất cả đều bài tướng với con này luôn, vì con này rất hay ha, chất âm là đỉnh luôn. Thì anh em cùng nghe thử với Khôi thì sẽ biết được cái chất âm. Size lớn đây nè, size này là size 52 nhá, size 52, trưng bày cũng đẹp ha. Đó, nói chung là chỉ có thua một cái thương hiệu thôi.
Thì mức giá thì cũng hợp lý anh em nha, mức giá hợp lý. Cái con này Khôi còn một con cuối thôi nên Khôi có cái giá tốt chốt sổ để anh em chơi ha. Giá tham khảo là trên 15 triệu. Còn mà những cái con trước á thì đã có giá từ 18 cho tới 20 triệu, nhưng mà con này Khôi sẽ bán giá tốt cho anh em nào biết chơi, biết chơi nha, đặc biệt là người biết chơi nghe thử tìm hiểu rồi và thiện chí mua thì mình sẽ cùng giao lưu ha. Chất âm rất là hay luôn. Bây giờ Khôi Khôi sẽ mở một cái ca khúc từ đầu ha. Bác biết được tốt không? Bây giờ anh em cùng nghe thử. Thế mà thôi, người đi xa xăm, tôi buồn.
Khôi test thử này, nói chung là nghe trên điện thoại để mình cùng thứ nhất là biết được cái sản phẩm nó đã hoạt động, cái thứ hai mình cùng cảm nhận một chút xíu nha. Thì nó sẽ không bao giờ được như thực tế. Nếu như mà nói vui một tí xíu là nếu như mà nó hay như ở ngoài á thì chắc chắn Khôi sẽ không bao giờ bán được loa âm ly nữa, mà người chơi chỉ mua mỗi cái điện thoại thật là hàng ngon cắm vào YouTube để nghe. Đó là mình nói cho vui. Rồi thì anh em cứ nghiên cứu ha. Đặc biệt là nếu như mua cả bộ á thì Khôi có chương trình ưu đãi sẽ bao ship luôn khi anh em chuyển khoản đủ cả bộ nha. Còn nếu mà mua từng sản phẩm thì trước giờ là âm ly chuyển khoản đủ thì Khôi bao ship, còn mà loa thì không bao ship nha. Khôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Chúc tất cả mọi người lựa chọn được món hàng ưng ý.